Xin chào mọi người nha. Thì hiện tại trời đang mưa, buồn thúi ruột. Tại vì sáng ra mình đang buôn bán á, bán được mấy tô à, trời mưa rồi, chưa lấy lại vốn luôn á, chưa đủ tiền vốn luôn á. Mưa bự á, phải mưa nhỏ mọi người, mưa mà mưa dầm á, gọi là mưa dầm á. Trời á, sáng ra thì trời cũng hạnh hạnh á, cũng có bụi đẹp đẽ lắm. Mà mới cái 7:30, 8 giờ kém 20 à, là trời bắt đầu đen thui lại và làm nó trở trời nhanh lắm, trong vòng 5 phút là mưa xuống rồi. Và hiện tại giờ mưa đang lớn thêm. Đó mọi người xem cái mái nhà bên kia nè, thấy không? Đang đứng ở ngoài cái mái tôn, giờ không biết mọi người nghe có rõ hay không nữa. Tình hình có vẻ là căng thẳng, kiểu này chắc là phải nghỉ sớm á mọi người, nghỉ sớm á, dọn dẹp sớm, nghỉ sớm, chẳng biết làm sao nữa. Hơi buồn một xíu nhưng mà thôi, cũng chẳng biết làm sao nữa, ông trời bà muốn làm sao làm. Giờ mình đi vô nhà, đợi khi nào trời bớt mưa rồi tính tiếp. Còn không thì đợi lát nữa chồng mình đi chợ về mua cái gì đó về nấu cơm ăn, thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Tại giờ trời mưa rồi, bó tay rồi. Chồng mình đã về rồi mọi người. Về đứng hút cà ta ta ở ngoài đó. Về tới nhà rây rỉ là phàn nàn rồi. Đây. Hôm nay ăn hai con cá. Hôm nay nhà mình ăn hai con cá bự, cá chuồng bự. Mới đi chợ về là lo dọn dẹp rồi. Mặt nhăn mà nhó. Nhăn nhó xong rồi sáng giờ cũng dọn dẹp. Cá này làm nhanh lắm mọi người. Trong vòng 1 phút là làm xong rồi. Tại vì chỉ móc cái mang á, rồi rửa sạch, rồi cắt khúc thôi, chứ không có làm gì rắc rối lắm. Không có đánh bẫy đánh gì cho rất là nhanh. Nhưng mà để đây, lát nữa xong công chuyện rồi mới cho nấu. Hồi nãy giờ mình rảnh á, là vì chưa có rau á, để lặt mọi người. Giờ chồng mình đi chợ về á, mua đồ ăn về rồi là mình sẽ lặt rau để chiều nay mình sẽ bán. Tới vừa đó. Thôi, vậy là hôm nay mình kho cá.
chồng mình lười biếng nấu à. Và sự thật là chồng mình đang nấu đó, nhờ là nấu đi vợ nó quay cho dễ, không chịu đâu. Để tao chừng mình đang nấu cảm thấy không yên tâm chạy vô, cuối cùng cũng phải nấu. Vừa nấu vừa lẩm bẩm gì đó. Quay không? Ta nói nấu đi, không chịu đâu. Quay con. Thôi đừng quay con, đừng quay con. Thôi bây giờ tạm thời cứ để cho nước cá nó hơi sôi lên cho nó thấm á. Là bây giờ mình đi dọn dẹp. Lát nữa dọn dẹp xong vô tắt á là vừa. Ôi, cái ông trời này thiệt lạ. Lúc mình buôn bán á thì nó mưa, giờ mình dẹp nghỉ á thì nó hết mưa. Thôi đi vô. Thì vô xem cái nồi cá của chồng thế nào rồi. Mày giờ mày sẵn tạm cho mấy hàng cháu. Dạ rồi, con chưa sẵn tạm. Đây, đã xong rồi. Xong. Chín thơm phức rồi. Thôi chắc vừa lo dọn cơm ăn nữa. Mấy hai đứa nhóc này nó đi học mọi người ơi. Giờ mình sẽ cơm cho hai nhóc này nó ăn cơm lẫn nó đi học, tranh thủ thôi. Bye mọi người, bye mọi người.